Xin chào quý thầy cô cùng các quý đồng nghiệp ở các điểm cầu. Em xin báo cáo bệnh nhân nữ 19 tuổi, địa chỉ Yên Bình, Yên Bái, vào viện ngày 30 tháng 6 năm 21, ngày làm bệnh án là ngày 5 tháng 7 năm 21. Lý do viện: đau bụng đi ngoài phân đen, tiền sử bản thân bệnh nhân có viêm dạ dày tá tràng. Bệnh sử 5 ngày trước khi vào viện, bệnh nhân xuất hiện nhiều nốt xuất huyết dưới da tại vùng cẳng chân hai bên. Sau đó 2 ngày bệnh nhân xuất hiện đau bụng âm ỉ vùng quanh rốn thượng vị, không quặn thành cơn, không lan xuyên, không buồn nôn, không nôn, đi ngoài phân đen, kèm theo đau khớp gối phải, đau tăng vận động đại tiểu tiện bình thường, ăn uống kém, ở nhà chưa điều trị, không gì vào viện. Lúc vào viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không sốt, nhiều nốt xuất huyết dưới da, vùng cẳng chân hai bên, hơi gồ trên mặt da, ấn kính không mất màu, không ngứa, da niêm mạc thường, nhịp tim đều T1, T2 rõ, không có tiếng tim bất thường, phổi bình thường, không có gian, bụng mềm, không trướng, không có phản ứng cơ bụng, dấu hiệu cảm ứng thuốc mạc âm tính, ấn đau vùng quanh rốn và thượng vị, gan không to lách, không sở thấy, hố thận hai bên không căng hổ, dấu hiệu trọng thận và bình thận âm tính, thăm trực tràng có phân đen theo gang bùi thứ khẳng, gối phải không đỏ, không mất các họng tự nhiên, sờ nóng, ấn đau, hạn chế vận động, gấp duỗi, các cơ quan khác chưa phát hiện gì đặc biệt, mạch 64 lần trên phút, huyết áp 120/70 mmHg, FPO2 98%. Thưa các kính thưa các thầy, tất cả các loại xét nghiệm và file nội soi dạ dày em đã gửi lên hệ thống. Chẩn đoán chảy máu ổ loét, tá tràng phoét B, viêm mạch dị ứng squalene henoc. Và các thuốc điều trị thì có dịch truyền esomeprazole 40 mg, tiêm truyền tĩnh mạch theo công thức 80.8 xong 72 giờ, sau 72 giờ duy trì 40 mg trên 24 giờ. Nota 40 mg nhân 2 ống trên 24 giờ, răng sáng minas 250 mg nhân 4 ống trên 24 giờ. Sau 6 ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, ăn ngủ được, không đau bụng, không buồn nôn, không nôn, các nốt xuất huyết rải rác ở vùng cẳng chân mờ dần, tim nhịp đều T1 T2 rõ, không có tiếng tim bất thường, phổi không khí bình thường, không có gian, không đau bụng, bụng mềm, không trướng, tan không to lách, không sở thấy, đại tiểu tiện bình thường, các cơ quan khác chưa phát hiện gì đặc biệt. Em đề nghị trần chuyên khoa tiêu hóa, chuẩn đoán hình ảnh chuyên khoa miễn dịch, chẩn đoán và điều trị như thế đã hợp lý chưa? Trên bệnh nhân có xuất huyết tiêu hóa, có dùng thuốc chống viêm để điều trị bệnh viêm mạch dị ứng không, và nếu có thì dùng như thế nào? Em xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn Yên Bình. Bên kỹ thuật có thể cho cái hình ảnh nội soi và siêu âm lên đúng không ạ? Về phần x-quang ở đây thì thầy lưu có ý kiến được không? Trường hợp này về mặt chụp ảnh thì không có gì đặc biệt, cả siêu âm nhìn x-quang không có gì đặc biệt. Vâng. Có thể cho chạy cái hình ảnh nội soi là hình ảnh gửi theo ảnh hay là video quay đấy? Báo cáo các thầy là gửi theo ảnh ạ. Vâng, thế này thì cũng rất khó là để quan sát đúng không chứ? Nếu mà có đoạn video ngắn là chúng ta quay lại cái quá trình chúng ta đã quay soi thì tốt hơn. Vâng. Tôi xin phép mời ý kiến của Phó Giáo sư Lâm trước. Vâng. Kính thưa thầy Thành và kính thưa các thầy cô. Bệnh nhân này thì là thứ nhất là chúng ta đi vào cái chẩn đoán, thì trước khi đi vào chẩn đoán thì tôi muốn hỏi các bác sĩ ở bệnh viện Yên Bình là trước khi mà bệnh nhân nổi chấm xuất huyết ở hai chân ấy, thì là bệnh nhân có các cái triệu chứng đường hô hấp gì không, ví dụ như ho hay là đau họng hay cái, có các triệu chứng đấy không, các bác sĩ có khai thác không? Báo cáo cô là không có đâu ạ. Không có, vâng, rất tốt. Bệnh nhân này thì là đi về cái chẩn đoán thì là tôi cũng đồng ý với lại ý kiến của các bạn là chẩn đoán là viêm mạch henoxylene, bởi vì là bệnh nhân này có các cái ban xuất huyết ở trên da có thể sờ thấy được, đồng thời là bệnh nhân có cái đau khớp và có các cái triệu chứng đường tiêu hóa. Theo cái tiêu chuẩn chẩn đoán của cái viêm mạch henoxylene thì là hoàn toàn đủ tiêu chuẩn.
Tuy nhiên tôi cũng muốn trước khi đưa ra một cái điều trị thì tôi muốn nói đến các cái thuật ngữ một tí. Ở đây các bạn chẩn đoán là viêm mạch dị ứng Solanhenok. Thế thì cái này thì là tôi cũng nói luôn ở đây là không phải bệnh dị ứng mà đây là một cái viêm mạch hệ thống, và theo cái phân loại của Erla Parentopress thì là đây là cái viêm mạch nhỏ, không u hạt. Và cái này là hoàn toàn là bệnh tự miễn, nằm trong nhóm bệnh tự miễn chứ không phải là bệnh dị ứng. Cho nên là các bạn có thể gọi là ban xuất huyết Solanhenok, hoặc là các bạn có thể nói là viêm mạch IgA, hoặc các bạn có thể nói là viêm mạch Solanhenok. Nhưng mà theo tôi thì dùng cái từ viêm mạch dị ứng thì chưa chính xác lắm. Và còn về phần điều trị thì tôi thấy các bạn ở đây là đang còn điều trị là truyền dịch này, để cho PPI này, để cho giảm đau này, để cho cầm máu transaminasit này. Và sau 6 ngày điều trị thì bệnh nhân bắt đầu là có tổn thương là tốt hơn. Và cũng ở đây thì thấy các bạn cũng không thấy là không đau bụng, các cái nốt xuất huyết là cũng cẳng chân là mờ dần. Tuy nhiên nếu có thể được thì tôi cũng muốn làm thêm một số các cái xét nghiệm. Ví dụ như các bạn có thể làm được là IgA, định lượng cái nồng độ IgA, không biết là các bạn có làm được hay không. Và thêm một cái nữa là tôi cũng muốn các bạn là trong cái trường hợp, tất nhiên là trường hợp này thì là cũng là khá là điển hình rồi, nhưng mà nếu được với tất cả các cái trường hợp thì là tốt nhất thì vẫn là sinh thiết cái tổn thương. Đấy, thì là rất là tốt nếu mà các bạn có thể làm được. Đấy là hai cái mà tôi rất là mong muốn là các bạn có thể làm cho tôi. Cái thứ hai nữa là vì là ở đây là có các cái ban xuất huyết, cho nên là các bạn cũng nên làm cho tôi là cái đông máu cơ bản. Đấy, thì để loại trừ các cái xuất huyết do các cái nguyên nhân khác thì cái này cũng nên làm để loại trừ. Thế còn về phần điều trị thì tôi hoàn toàn đồng ý với cái điều trị của các bạn. Trong ở đây thì là tí nữa thì tôi vẫn phải xin ý kiến của bác sĩ Chi về các cái triệu chứng đường tiêu hóa, là liệu đây có phải phối hợp thêm một cái bệnh nào không, hay là đây chỉ là cái Solanhenok. Bởi vì tất cả các triệu chứng của Solanhenok thì cũng có các cái triệu chứng đau bụng khá là điển hình của cái Solanhenok, nhưng mà vẫn xin ý kiến của bác sĩ Chi là xem có phối hợp thêm cái gì không. Thế còn về điều trị thì các bạn có hỏi là xuất huyết tiêu hóa có dùng chống viêm để điều trị cái tình trạng viêm mạch này hay không. Thế thì trong cái điều trị Solanhenok thì không nhất thiết có những trường hợp là điều trị triệu chứng là chủ yếu. Thế trong những cái trường hợp ví dụ như là có các cái triệu chứng về đường tiêu hóa này, hoặc là có các cái tổn thương thận, thì chúng ta sẽ lúc đấy mới cân nhắc đến corticoid. Và trong trường hợp này thì bệnh nhân có cái xuất huyết tiêu hóa, thì tôi khi mà bệnh nhân có cái xuất huyết tiêu hóa thì dùng corticoid thì tôi cũng thấy là cũng nên thận trọng. Nên thận trọng có thể là gì? Glucocorticoid có thể làm giảm các cái triệu chứng đường tiêu hóa này ở bệnh nhân Solanhenok này, đồng thời là giảm cái nguy cơ lồng ruột này, và đồng thời là làm giảm cái nguy cơ là phải phẫu thuật vì do cái tổn thương đường tiêu hóa. Nhưng mà trong trường hợp mà bệnh nhân đang có xuất huyết tiêu hóa này thì tôi nghĩ là mình có thể dùng ức chế miễn dịch cũng được. Ức chế miễn dịch cộng thêm là các cái thuốc mà điều trị đường tiêu hóa, ví dụ như là PPI hoặc là kháng histamine H2, như là cái bài trình bày của bác sĩ Chi lúc nãy. Thế còn và khi mà bệnh nhân mà ổn định cái xuất huyết tiêu hóa hết cái loét thì tôi nghĩ là mình nếu như triệu chứng viêm mạch vẫn còn tiếp tục thì chúng ta có thể là quay sang dùng corticoid. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, xin hỏi cô Lâm luôn là hiện tại thì các nốt xuất huyết ở da đã mờ dần rồi thì chúng ta còn có chỉ định để làm sinh thiết nữa hay không? Bây giờ thì không ạ, Vâng. tại cái thời điểm lúc ban đầu chẩn đoán thôi, chứ còn Vâng. bây giờ các triệu chứng thì hết rồi, bệnh nhân cũng hết đau khớp về ban xuất huyết thì hết rồi, và ngay cả đau bụng cũng hết rồi, bây giờ thì hầu như là cho bệnh nhân ra viện thôi ạ, không làm gì nữa đâu ạ. Đấy. Vâng. Thế thì nên làm cái sinh thiết vào cái thời điểm nào? Lúc Và là tất nhiên là phải làm cái đông máu cơ bản trước kia thôi, nhưng mà cái vâng. thời điểm chúng ta làm sinh thiết ra thì khi nào? Thông thường là trong cái trường hợp mà khi bệnh nhân đến với chúng ta đầu tiên thì nên làm. Đấy. Vâng. Thế còn cái tỷ lệ mà biến chứng gặp xuất huyết tiêu hóa ở những bệnh nhân Solanhenok này là khoảng bao nhiêu phần trăm? Trong các cái biến chứng của Solanhenok thì hay gặp là các cái biến chứng tiêu hóa và thận. Thế Vâng. thì biến chứng tiêu hóa thì cũng đứng sau cái biến chứng về thận, là cũng là một trong những cái biến chứng gặp hàng thứ hai ở bệnh nhân Solanhenok. Vâng, cảm ơn cô Lâm. Xin mời ý kiến của cô chị ạ. Vâng, xin hỏi các bạn là các bạn có bác sĩ nội soi ở đấy không ạ?
Tôi muốn hỏi một chút về cái kết quả soi của bệnh nhân ạ. Có. Các bạn có thể mô tả lại cái kết quả soi, nội soi của bệnh nhân, vì hình ảnh các bạn đưa lên thì nó hơi mờ. Báo cáo cô là hình ảnh nội soi thì dạ dày thì không có tổn thương, thực quản tổn thương và có trong tá tràng thì có ổ loét của tá tràng bờ nhâm nhở kích thước khoảng 3 cm, hai hơn 2 cm, có đang rỉ máu, chẩn đoán là Forestage 1B và không không có u polyp gì. Vâng. Thưa thầy Thành và thưa các anh chị đồng nghiệp, đối với bệnh nhân này thì tôi thấy về trên lâm sàng bệnh nhân tuy có đầy đi ngoài phân đen nhưng huyết sắc tố của bệnh nhân các bạn có làm xét nghiệm 3 ngày liên tiếp thì không tụt, và trong xét nghiệm về chức về 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 sinh hóa máu thì cũng không thấy có ure tăng, và cái hình ảnh nội soi tuy các bạn gửi lên thì hơi mờ nhưng tôi thấy loét nó khá là rộng ở tá tràng, thì phải nói là những cái tổn thương loét tá tràng mà các bạn theo các bạn đánh giá là Forestage 1B, nếu mà nó chảy máu thì thông thường chảy máu rất là dữ dội và nó sẽ gây thiếu máu bệnh nhân khá là nhiều. Tuy nhiên bệnh nhân này thì không hề có thiếu máu. Và đối với những cái tổn thương loét tá tràng thì thực ra đây là một trong những cái biến chứng rất hay gặp của bệnh Solanezumab. Đối với những cái biểu hiện ở đường tiêu hóa thì ngoài cái loét tá tràng thì còn một cái vị trí nữa là cái vùng ở góc hồi manh tràng cũng rất là hay loét do nằm trong bệnh cảnh của bệnh Solanezumab. Cho nên đối với cái hình ảnh nội soi cũng như về bệnh cảnh lâm sàng của bệnh nhân thì vẫn nghĩ là đây là cái tổn thương do Solanezumab chứ không phải là một cái loét hành tá tràng đơn độc trên cái bệnh nhân này. Và biểu hiện cụ thể là bệnh nhân trước khi mà bị cái dấu hiệu đi ngoài phân đen, bệnh nhân cũng có những triệu chứng về tiêu hóa khác như là có đau bụng và không có nôn, không có buồn nôn. Đối với những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa do Solanezumab, trong những trường hợp này tôi muốn hỏi là các bạn là bệnh nhân này ngoài cái ban ở chân thì bệnh nhân có ban ở tay không ạ? Báo cô là chỉ có ở đầu gối đổ xuống thôi ạ. Thì trong những trường hợp mà xuất huyết tiêu hóa mà nằm trong bệnh cảnh của bệnh Solanezumab thì cái điều trị người ta cũng không duy trì PPI, không cần duy trì PPI liều cao như thế này. Người ta chỉ có thể cần sử dụng PPI liều chuẩn và phân phối hợp với corticosteroid. Thì trong tất cả những trường hợp đó, điều trị corticosteroid thì cũng là một trong những cái điều trị mà có thể giúp cho cái chảy máu này của bệnh nhân cầm. Và người ta thấy rằng là cái tổn thương ở đường tiêu hóa trên và tổn thương đường tiêu hóa dưới có thể là rất hay là đi song song cùng với nhau, nên trong trường hợp này nếu mà các bạn có thể làm được cho bệnh nhân thì các bạn nên soi cả đại tràng, đặc biệt là tìm cái những cái tổn thương loét ở góc hồi manh tràng. Chứ còn trong trường hợp nếu mà cái tổn thương mà do Solanezumab thì không có chống chỉ định của dùng corticosteroid ở trên bệnh nhân này. Xin hết. Vâng, như vậy là trả lời được cái câu hỏi của các bạn đặt ra là xuất huyết tiêu hóa có nên dùng chống viêm đúng không để điều trị hay không. Xin hỏi cô chi thêm câu, như nếu mà trong cái trường hợp chúng ta đã chuẩn đoán là Solanezumab và soi có cái ổ loét như vậy thì cái việc sinh thiết luôn cái ổ loét đấy thì nó có giá trị để chẩn đoán phân biệt cái bệnh này không, thì chúng ta đỡ phải chuyển sang sinh thiết vào da. Thông thường những trường hợp này thì sinh thiết thì nó lại ít giá trị. Vâng, nên soi thêm đại tràng thôi đúng không? Cảm ơn cô chị. Xin mời ý kiến từ Yên Bình ạ. Báo cáo quý thầy cô thì trên bọn em thì không làm được IGA và cũng không sinh thiết được tổn thương, thì bệnh nhân này trên làm thì có đông máu cơ bản bình thường ạ. Vâng. Hà Giang làm được hai cái xét nghiệm mà giáo sư Lâm vừa nói không ạ? À, báo cáo thầy là chúng em có làm được ạ. Vâng, vậy nếu mà bệnh nhân còn tiếp tục có cái diễn biến tương tự như vậy thì chúng ta phải chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tỉnh để làm những cái xét nghiệm tương tự như vậy. Yên Bình có câu hỏi nào khác không Có thầy, bọn em xin hết câu hỏi ạ. Vâng, Cảm ơn quý thầy cô. và cảm ơn Yên Bình và xin được chuyển sang đầu cầu của